bạn đã đến với kênh Alpha Collection. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng phần mềm Autodesk Fusion 360. Đây là một phần mềm tương tự với phần mềm Inventor Professional. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về lệnh Sketch cơ bản và lệnh Extrude. Bây giờ mới bắt đầu vào thì các bạn sẽ có một cái giao diện như thế này. Hiện tại thì như bạn, một số bạn chuyển từ nền tảng CAD khác qua, ví dụ như là Solid, Inventor hay là những cái phần mềm khác, thì các bạn vào đây để chỉnh sửa. Đây, các bạn click vào tên mà chọn Reference. Đây, một cửa sổ hiện lên. Thì ở đây là bạn sẽ chọn về cái phần là Pan, Zoom, Orbit Circuit. Thì ở đây là mình chọn là Fusion. Thì một số người quen sẽ chọn là Alias, Inventor, SolidWorks hoặc là Tinkercad. Hiện tại mình đã quen với Fusion nên ra mình sẽ sử dụng Fusion. Rồi, sau đó là các bạn qua cái phần là như Graphic để chọn về cái phần hiển thị đồ họa của mình. Thì hiện tại mình chọn đây cái phần đồ họa tối thiểu của mình, cái số khung hình của nó là 35 khung hình giây. Hiện tại mình đang quay video thì mình sẽ giảm xuống còn khoảng là 25 khung hình trên giây để có thể dễ video hơn. Chọn apply và ok. Đây thì với cái giao diện của Fusion thì mình chỉ cần click chuột giữa giữ là mình sẽ có thể kéo. Nếu giữ nút shift và nút chuột giữa thì mình có thể là quay, còn nếu giữ control và chuột giữa thì mình sẽ là coi như move đối tượng, nó giống như chuột giữa luôn. Thì bạn với việc cuộn chuột giữa, cuộn lên thì nó sẽ là thu nhỏ và cuộn xuống nó sẽ phóng to ra. Đó là các bước sử dụng chuột cơ bản. Sau đây là mình sẽ bắt đầu với lệnh sketch 2D. Đây thì đưa vào nó sẽ hướng dẫn là mình cái hướng dẫn nó sẽ bằng tiếng Anh. Đây thì bấm vào thì nó sẽ hỏi là mình chọn mặt phẳng nào. Ở đây các bạn nhìn này, bên phía góc phải mình là có hệ trục tọa độ là X, Y, Z. Và trong này là các mặt phẳng tương tự. Giống như mặt phẳng này thì nó sẽ gồm là mặt phẳng X, Z đối với bên này. Đó. Thì mình sẽ chọn cái mặt phẳng để vẽ mẫu là mặt phẳng X, Z. Rồi. Thì ra thì nó sẽ có những cái lệnh tương đứng với của mình khi mình cần làm. Nếu có option là Construction, Lookcat, Sketch Grid, đó các bạn có thể thấy bên này. Đây là những cái nó sẽ hỗ trợ mình để bắt điểm các kiểu y như trong là AutoCAD thôi. Đây, mình bắt đầu với một hình vuông đi. Đây, thì cái này nó sẽ có lưới sẵn. Đây, hình vuông của mình sẽ vẽ là có biên dạng là kích thước là 50x50mm. Đó, mình chỉ cần bấm một điểm và hai điểm đây. Đây là lệnh sketch, lệnh vẽ hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật, tùy các hình nào bạn muốn. Thì khi mà coi như bấm vào lệnh này, lệnh like đây, thì mình sẽ có một cái lệnh là khi đưa vào từ một điểm này, đây, đó, thì kéo thẳng ra nó sẽ ra như vậy. Thì trong quá trình vẽ mình có thể là nhập kích thước hoặc là tùy ý kích thước. Đó, làm sao mình có thể ra được lệnh này? Đây, nó rất là đơn giản. Bạn đưa chuột, đây, bạn đưa chuột vào nút đây, bạn giữ chuột trái và xoay vòng thì nó sẽ hiện ra cái vòng cung như vậy. Đây là cái mà mình bắt điểm. Đó, thì vòng cung mình sẽ có là coi như 25 này là bán kính. Đó, thì đối với những cái lệnh đơn giản là mình có thể thực hiện đối với Inventor Fusion rất là dễ, tương tự giống như là của AutoCAD thôi. Đây. Đó. Đó là chỉ với một lệnh like mà bạn có thể vừa vẽ được đường cong, vừa vẽ được đường thẳng. Trong cái lệnh rectangle này thì có thêm là vẽ bằng 2 điểm, là như ban đầu mình đã thử, thứ ba là vẽ bằng 3 điểm. Đây mình sẽ thử vẽ bằng 3 điểm. 1 2 và 3. 3 có nghĩa là chiều cao của hình này. Đây. Đó, chỉ với 3 điểm là bạn có thể tạo ra được một cái hình chữ nhật.
Cái này sẽ tùy theo một số trường hợp sẽ rất là cần thiết với trường hợp tạo 3 điểm. 3 điểm bước trước này. Đây. Một cái lệnh của cái lệnh rectangle này có nghĩa là center rectangle. Khi mình bấm vào đây, đây. Lệnh nó sẽ thế này. Đây. Đó. Thì cái kích thước này mình có thể thay đổi tùy chỉnh được. Hiện tại là coi như với những lệnh trên này nó sẽ là mình không có kích thước. Giả sử như là này mình muốn nó là 62. À 62. Và lệnh dưới này là 80. Đó. Lệnh enter. Đây, đây sẽ là kích thước cố định của nó. Rồi. Tiếp theo, ta có lệnh circle. Lệnh circle này là lệnh rất thường thấy. Đây. Đó, lệnh bấm vào cũng như chọn ra có thể ra được một hình tròn cơ bản. Thì trong cái lệnh circle này nó sẽ có thêm nhiều cái tương tự nữa là vẽ được vòng tròn thông qua 2 điểm, vẽ vòng tròn qua 3 điểm. Vẽ vòng tròn được tạo bởi hai đường nội tiếp. Và tạo bởi 3 đường nội tiếp. Mình sẽ ví dụ bằng cái như tạo bằng 2 điểm đi. Đây. Đó. Nó tương tự như vậy thôi. Rồi. Tiếp theo circle. Mình sẽ tạo bằng 3 điểm. 3 điểm này thứ nhất là mình sẽ có là điểm đầu. Điểm thứ hai. Đó, và điểm thứ ba đây. Đó, thì 3 điểm này có nghĩa là nó sẽ tạo ra một đường tròn là đi qua các đỉnh của một tam giác nội tiếp đường tròn. Đây, đó. Đây, cái đường circle tiếp theo. Circle tiếp theo là coi như nội tiếp hai đường thẳng. Với điều kiện là hai đường thẳng phải là vuông góc. À, hoặc là tùy góc nào cũng được, cũng không thẳng với vuông góc. Bây giờ như mình chọn đường này 1 và 2. Đó. Thì cái tiếp theo mình sẽ là mình chọn cái kích thước của vòng tròn. Thì chỉ cần là nó luôn tiếp xúc hai đường thẳng đó, mình sẽ chọn kích thước tùy ý. Đó. Giả sử đi mình nhập vào kích thước là 20. Đó. Rồi, đối với lệnh vẽ đường tròn tiếp theo, đó là lệnh thông qua 3 đường thẳng. Đây, mình đối với mình có sẵn một cái hình chữ nhật này, mình sẽ vẽ đường tròn nội tiếp của ba đường này. Đây, khi mà đưa rê chuột vào thì nó sẽ là cái như sáng lên nè. Đây, hơi tối nè, nó sáng nè. Đó, và đây là đường thứ ba. Rồi xong. Thì đối với những lệnh đơn hình tròn hình vuông, mình chỉ cần lướt sơ qua là có thể được vẽ được hầu hết các lệnh. Đó, là mình có thể vẽ đường tròn, đường thẳng theo bất kỳ cách nào. Rồi xong, hiện tại thì mình đã xong về cơ bản của cái lệnh line, lệnh rectangle, lệnh circle. Đây, mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua cái độ là extrude cái những cái sản phẩm này lên. Mình chọn là stop get. Đấy, nói chung như nói thêm với các bạn là coi như cái đường cái lệnh mình vừa vẽ lúc nãy. Thì khi mình chưa kết thúc lệnh thì nó sẽ vẫn còn nằm bên phía khung bên phải này. Thì bạn có thể chọn lại bất kỳ theo cái nào. Thì hiện tại đang hiện cái gần nhất là cái tiếp xúc nội tiếp với ba đường thẳng. Tiếp theo thì mình có thể là coi như chọn ngược lại là vẽ thông qua tâm. Đấy. Đó, bình thường như vậy thôi. Đó. Ở đây nó hỗ trợ mình rất là dễ trong vấn đề là rất trực quan và khoa học trong vấn đề tạo ra các hình khối. Rồi mình chỉ việc là ấn stop get. Hoặc là mình có thể ấn Extrude luôn nếu cần. Nếu thấy muốn thì nó vẫn có thể hiểu được lệnh Extrude và tự động kết thúc cái sketch đang vẽ này. Đây, mình sẽ stop get. Rồi mình sẽ quay này. Đó, mình sẽ thử cái lệnh Extrude cho các bạn xem. Extrude này nó sẽ chọn là những cái vòng kính. Đó, mình sẽ chọn thử. À, đây là nó sẽ hiểu những cái đường bôi đen, đây là nó hiểu đây là một mặt kính.
trên khi bấm vào thì nó sẽ lên một phần gọi là mặt kính. Ví dụ như chọn đây là hình tròn, còn đây là coi như một phần hình tròn. Đó, đó. Nó rất là coi như dễ hiểu. Đó. Chúng ta là coi như vẽ một cái hình thế này. Đó. Rồi. Thì distance này là cái chiều để mà extrude để đùng cái khối lên. Đây là nhập vào 10. 10 cái này nhìn nó hơi nhỏ, này là 30 đi. Đó. Đó. Cái khối đó là những hình mình đã vẽ ra và extrude lên nó rất là đơn giản. Thì trong cái này nó sẽ có một cái khác là trong phần operation đó, sẽ có là new body. Thì trong cái này nó sẽ gồm là join, là tạo ra một cái khối đắp vật liệu, cut là cắt bỏ đi, hiện tại là mình chưa có gì để cut, và intersect là coi như lấy phần dao, new body và new component. Rồi hiện tại mình nó đang ở là new body. Rồi bây giờ mình sẽ là chọn thêm đi. Khi mà chọn lỡ mình vô tình chọn cái này mà mình không muốn thì mình có thể là giữ control và mình chọn lại nó. Đó. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Vậy thôi, đó. Đó. Đó, nó vẫn hiểu là như những hình mình muốn tạo ra nó sẽ có biên dạng như vậy. Rồi mình sẽ là ok. Rồi đối với những cái hình mà mình muốn tạo thì sẽ muốn tiếp tục nữa thì sao, mình sẽ chọn ra, mình chọn show cái này lên. Đó thì fusion nó được một cái là mình chỉ cần show cái sketch này lên, mình lấy chuột phải nè, mình chọn là coi như show 2 thôi. Đó. Đó đây là đã ẩn đi. Bây giờ mình cho nó hiện lại show 2. Hoặc đơn giản hơn là chỉ cần bấm vào cái nút hình bóng đèn, tắt, mở. Đó, chỉ có đơn giản. Đó, nó được một cái như thế này là khi mình hiện ra cái sketch này, mình muốn là những cái này nó sẽ lên độ cao khác với những độ cao trước đó. Mình chỉ việc cho nó show lên. Và sau đó mình chọn tiếp cái lệnh là extrude. Đây. Giả sử như mình chọn hình này đi. Hình này nè. Hình này nè. Hình này. Và chọn luôn cả hình của nó luôn. Đó. Nhưng mà là mình sẽ đi theo hướng ngược lại. Mũi tên này mình sẽ chọn là mình bấm vào mũi tên. Đó. Mình chỉ cần giữ mũi tên này kéo lên, thì khi kéo lên nó sẽ hiện cái màu đỏ, có nghĩa là nó đang hiểu cái lệnh này là lệnh cut, là lệnh cắt bỏ đi. Đó, đó là lệnh cut. Nhưng hiện tại mình không có muốn xài cái lệnh cắt này, mình chỉ muốn là nó đùng thêm thì mình sẽ là kéo xuống. Đó, thì khi kéo xuống này mình sẽ để, bạn sẽ thấy nè, cái khoảng distance này nó là dấu âm, có nghĩa là tính theo mặt phẳng này xuống dưới nó là âm. Đó, mình nhớ vậy để sau này mình có thể là dễ dàng làm việc hơn với thao tác với nó. Đó là lệnh extrude này. Rồi. Rồi, cứ để đó. Cái thứ hai, thì trong cái extrude này nó có một cái hay nữa là đây bạn có thể xem này. Giả sử mình chọn cái mặt này. Đó, nó vẫn hiểu cho mình. Mình lên. Lên đây mình có thể là chọn là 50 luôn. 50, nhưng mà nó thêm một cái là taper angle. Có nghĩa là cái góc côn. Giả sử như bây giờ mình chọn là 30 độ. Đó. 30 độ thì cái phần đùng ra nó sẽ là loe ra so với cái ở dưới là một góc 30 độ. Và mình chọn lên zone này. Đây. Đó, nó giảm đi cái thời gian để mình thiết kế một bản vẽ rất nhiều lần. Đó, bây giờ. Còn bây giờ muốn ngược lại thì sao? Cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần bóp con chứ nhớ. Đó. Là nó sẽ ra thế này. Chỉ cần thêm dấu trừ vào. Là đây nó là coi như
trong lệnh extrude này. Đó. Cùng với một lệnh extrude bạn có thể là như lên xuống chỉ với một sketch vẽ ban đầu. Extrude lên, extrude xuống. Rồi, bây giờ tiếp theo là trong cái lệnh extrude nữa nó có một cái thế này. À, mình có bấm lệnh này. Và nó phải là 10. Đó, 10 thì nó sẽ nối, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử cái lệnh là lệnh cách. Lệnh cách thì cái lệnh lúc nãy là mình đã làm cái này là đùng lên 30. Đó. Đó, thì nó sẽ hiểu đó. Mình chỉ cần chỉ bấm vào cái lệnh kéo nó xuống là nó sẽ hiểu là lệnh cut của mình. Thì mình chỉ cần ok. Đó. Và cái lệnh cái này sẽ giúp cho cái bậc thể của mình ngắn đi. Tiếp theo, trong lệnh extrude này nó còn thêm một cái nữa là cái lệnh intersect, tức là phần giao. Phần giao này hiện tại là bây giờ những cái mà mình vẽ thì nó chưa có cái phần giao mà mình mong muốn. Đây, mình chỉ đơn giản là mình vẽ thêm một cái mới nữa. Mình sẽ tạo một cái sketch mới. Cái sketch này của mình, đây, nó sẽ nằm trên cái mặt này. Rồi. Mình tạo đơn giản thôi. Mình sẽ chọn một cái hình tròn. Khi mà vẽ xong mà nó hiện ra cái màu cam này, có nghĩa là đây là một đường kính, tạo thành một vòng kính. Và mình stop cái đây. Đây, lúc này mình chỉ cần chọn cái lệnh extrude lại. Extrude lại. Đây. Extrude đây thì mình có thể là kéo nó ngược lên. Đây, cái phần đỏ thì nó nghĩ là sẽ cắt không. Mình sẽ thử là cái lệnh là intersect, có nghĩa là giữ lại những phần nào giao nhau thôi. Tôi muốn giữ lại phần giao thì tôi giữ lại phần giao đây. Đó. Thì những cái phần giao nhau này nó sẽ giữ lại. Rồi. Lúc này mình ok. Đó. Đó là những gì còn lại sau khi mà thực hiện cái lệnh đó. Như các bạn có thể thấy. Đây, đó là lệnh là trước khi để chốt. Đây là sau khi chốt. Trong này nó sẽ có một cái lệnh hay hơn thế này là edit. Mình click chuột phải vào edit feature thì là nó sẽ có, vẫn có lệnh tapper, vẫn xài được bình thường. Như này mình chỉ cần chọn trừ 10 độ đó thì nó sẽ cắt côn theo cái vật thể của mình muốn. Đó, thấy chưa, cắt ra một hình côn thoải mái thiết kế theo ý muốn của mình. Đây, mình chỉ kia ok. Đó. Và mình sẽ có một cái hình rất là dị thế này. Rồi. Rồi là những cái sketch còn lại. Bây giờ trong cái lệnh extrude nó còn một cái là sẽ chọn cái lệnh này. Nãy giờ chỉ mình mới thử ở cái phần direction là one side. Bây giờ mình sẽ dùng là two side. Two size thì nó sẽ hỏi mình là cái chiều lên á, là ở đây nó sẽ muốn mà mình lên, giả sử như lên là 20, rồi cái chiều xuống sẽ muốn là 30, thì tổng cái đường cái khối này có thể là chiều cao là 50. Thì dùng lệnh này thì nó sớm với một số trường hợp nó rất là ok. Còn với mình thì mình sẽ thường chọn là cái như symmetric, đây distance. Thì cái khoảng distance này thì đơn giản là mình chỉ cần chọn, giả sử mình cần khối này là 40 nhưng mà chạy qua mỗi bên 20 đi, thì mình sẽ nhập vào là 20. Đấy, half length có nghĩa là chỉ cần đo một cái thôi, mình nhập 20 thì sẽ ra là như tự động qua kia cũng 20 luôn. Hoặc là chọn cái này, whole length 20 thì là tổng nó là 20. Đấy. Thì bên cạnh đó, trong này mình vẫn dùng được lệnh là tab angle, mình có thể là bấm
10 độ đấy, ra cái hình rất là thú vị này. Hoặc là trừ 10 đó, chỉ với một lần Extrude bạn có thể vẽ được rất rất nhiều hình, một độ con bao nhiêu tùy ý. Đó là đối với lệnh Extrude này. Đó. Xong. Vào một lệnh Extrude, lệnh rectangle, lệnh circle là sẽ ra những hình thù thế này. Vừa con, nửa bình thường. Cắt xéo nhau, cắt vát, cắt góc. Còn lệnh nào trong Extrude nhỉ? Đó, con chứ. Đây. Lúc nãy là mình... Đây. Nó có một lệnh thế này. Bạn bấm vào cái hình tròn này và chọn cái star. Đây, cái extend đây. Extend này là sẽ là distance. Distance là nãy giờ mình sử dụng, tức là khoảng cách mình muốn đùng bao nhiêu. Còn thứ hai là mình muốn to object. Bấm vào object ở đây là nó yêu cầu mình select. Mình select là mình sẽ chọn này. Chọn này. Và lấy đây là ok. Rồi, nó là sẽ ra được cái khối hình như vậy. Nó sẽ là có những băng, nó sẽ giống cái kích thước của cái hình bên này qua hình bên này. Đó, đó là đối với lệnh đó. Còn trong lệnh Extrude nó còn một cái lệnh khá là hay nữa. Đây, sẽ rất là nhiều người sẽ muốn sử dụng nó. Đây là lệnh tạo lỗ. Trong này nó sẽ có một cái lệnh tạo lỗ riêng là lệnh hole, nhưng mà bây giờ mình vẫn dùng được lệnh Extrude để tạo lỗ, nên là mình chỉ cần bấm Extrude và bấm chọn cái này. Bên cạnh đó mình sẽ chọn là hướng Extend. Extend là mình sẽ chọn là All. Nó sẽ tự động hiểu là mình muốn cắt toàn bộ những gì của cái mặt này đi qua. Có nghĩa là cái hình này nó sẽ tạo thành một cái lỗ mới này. Phần đỏ này là phần cắt đi. Và trong lệnh All này nó vẫn có lệnh Angle. À, cái lệnh Angle nhập 100 nó hơi lố. Đấy đó. Cắt lỗ mà lỗ con. Còn lệnh nào sướng hơn lệnh này không? Nó sẽ hiểu là lệnh cắt. Vậy thôi. Bởi vì mình khi mà mình chọn lệnh on rồi thì mình sẽ không chọn là được lệnh join hay là lệnh intersect. Vì nó là on chạy qua tất cả mà. Đó. Và mình sẽ thử là ok. Ok. Rồi. Đó. Thôi chưa. Trong lệnh extrude này nó còn có, giả sử như mình chọn cái mặt này thì nó sẽ có là star offset blend. Đó, mình sẽ chọn là 10. Tức là cái nơi lấy cái giống cái này là cách cái mặt này 10 mm. Đây, mình chỉ cần bấm 10. Đó. Mình không cần phải tạo một mặt phẳng mới để vẽ cái khối trên này, cách khối dưới này 10 mm. Mình chỉ cần nhập vào đây, sửa lên 50 đó. Nó trên trời luôn. Và nó cắt luôn hẳn mặt dưới. Có đầy đủ sketch trên, sketch dưới đầy đủ. Vẫn được xài được lệnh Sharper Angle. Vẫn có thể distance, vẫn có thể làm mọi thứ với nó. Mà chọn ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip hôm nay của mình. Các bạn có thể nhấn nút like và subscribe cái kênh Alpha Collection. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn toàn bộ tất cả những gì liên quan đến phần mềm Autodesk Fusion 360 toàn bộ trong khả năng của mình. Rồi, hôm nay xin chào dừng ở đây. Mà ngày bữa sau mình sẽ giới thiệu với các bạn về các lệnh tiếp theo là lệnh Revolve và lệnh Sweep. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.